Thưa quý vị, tối qua hàng nghìn người dân đã được cơ quan chức năng cho di chuyển bằng xe máy qua hầm đèo Hải Vân. Đây là lần đầu tiên xe máy được qua hầm đường bộ dài 6 km xuyên lòng núi Hải Vân, nằm giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo lãnh đạo Đà Nẵng, việc cho người dân di chuyển qua hầm sẽ an toàn hơn so với việc di chuyển qua đèo trong điều kiện đêm tối, sương mù và đường trơn trượt do mưa lớn những ngày qua. Năm ngày qua, người dân đi xe máy về các tỉnh phía Bắc đã phải chạy lên đèo Hải Vân. Lâu nay hầm Hải Vân chỉ cho phép ô tô chạy qua, người đi xe máy phải trung chuyển bằng xe tải. Tuy nhiên vì dịch bệnh, dịch vụ trung chuyển đã dừng hoạt động. Đèo dài 21 km nối Đà Nẵng và Huế từng là nỗi ám ảnh trên trục đường Bắc Nam với nhiều khúc cua tử thần. Do đường dốc khó đi nên nhiều người thường bị rớt lại phía sau. 20 giờ ngày 6 tháng 10, chính quyền Đà Nẵng thông báo đã đề nghị tổng công ty tập đoàn Đèo Cả mở cửa hầm Hải Vân để trung chuyển người dân. Đoàn người hồi hương về các tỉnh phía Bắc được hướng dẫn di chuyển về trạm trung chuyển phía Nam hầm, xếp hàng dài chờ đợi. Tại đây họ được các đội nhóm tình nguyện tiếp tế thực phẩm, nước uống, xăng, sữa, thuốc, vân vân. Trong lúc chờ đợi, lực lượng chức năng sắp xếp phương tiện dẫn qua hầm Hải Vân. Trong nhiều ngày nay, hàng nghìn người dân đã chạy xe máy về quê khi các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách. Nhiều người mệt mỏi sau chặng đường dài 2 ngày qua, gục xuống tay lái chợp mắt. Theo lãnh đạo Đà Nẵng, việc cho người dân di chuyển qua hầm sẽ an toàn hơn so với việc di chuyển qua đèo trong đêm tối với sương mù và đường trơn trượt do mưa lớn những ngày qua. Lúc 22 giờ 20, người dân được thông báo xe cảnh sát giao thông sẽ dẫn qua hầm Hải Vân. Nhiều người vui mừng reo hò. Đây là lần đầu tiên người dân được chạy xe máy qua hầm Hải Vân. Đoàn người đi thành hàng dài. Hầm Hải Vân được xây dựng xuyên núi, trong đó đường hầm thứ nhất hoàn thành năm 2005, hiện phục vụ cho xe vào hướng Nam. Đường hầm thứ hai khánh thành năm 2020, phục vụ xe di chuyển về Bắc. Người dân được yêu cầu chạy với tốc độ không quá 40 km/h trong hầm, giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Hầm Hải Vân dài 6,3 km, di chuyển mất khoảng 20 phút, kể cả đoạn đường dẫn. Phía Bắc hầm Hải Vân, cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã túc trực để hỗ trợ đưa người thuộc địa bàn đi cách ly và dẫn đường những người còn lại đến địa phận tỉnh Quảng Trị.